Kẽm có khả năng giúp hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường. Thiếu kẽm, cơ thể đe dọa hệ thống miễn dịch của người lớn tuổi. Khi chúng ta già đi, hệ thống miễn dịch dễ bị suy yếu hơn, có thể dẫn tới các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Vì sao cần chú ý bổ sung kẽm cho người lớn tuổi? Một số nghiên cứu cho thấy người già có nguy cơ thiếu kẽm, do đó việc bổ sung kẽm là vô cùng cần thiết đối với người ở độ tuổi này. Người lớn tuổi dễ bị suy giảm miễn dịch. Các bệnh lý nhiễm trùng là vấn đề lớn đối với người cao tuổi, những người vốn đã có xu hướng suy giảm miễn dịch. Khi họ già đi, hệ miễn dịch bị suy giảm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm phổi, cúm, các bệnh tự miễn và ung thư. Thêm vào đó, một số loại thuốc cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của người cao tuổi. Tuổi tác và thuốc men là hai lý do khiến cơ thể khó hấp thu đủ các khoáng chất và vitamin thiết yếu để bảo vệ hệ thống miễn dịch. Người lớn tuổi dễ thiếu kẽm. Thiếu kẽm ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng miễn dịch và tăng khả năng mắc các bệnh truyền nhiễm, viêm phổi và cúm. Ngoài ra còn tăng nguy cơ phát triển các bệnh tự miễn và ung thư, nguyên nhân chính gây tử vong ở người cao tuổi. Những người lớn tuổi thường bị thiếu kẽm và cũng không hấp thu đủ lượng kẽm cần thiết. Nồng độ kẽm trong huyết thanh dưới 70 microgram mỗi decilit được xem là thấp, mức độ cao hơn là 70 microgram được xem là đủ kẽm. Các nhà nghiên cứu đề xuất người cao tuổi thiếu kẽm nên bổ sung 30 mg kẽm mỗi ngày trong thời gian 3 tháng để làm tăng đáng kể nồng độ kẽm trong máu. Tác dụng của việc bổ sung kẽm với người lớn tuổi: cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch và tăng chống nhiễm trùng. Kẽm cần thiết cho sự tổng hợp DNA và tăng sinh tế bào, do đó tế bào tăng sinh cao như tế bào miễn dịch sẽ phụ thuộc vào việc cơ thể được cung cấp đủ kẽm. Các loại tế bào miễn dịch như đại thực bào, bạch cầu trung tính, tế bào tiêu diệt tự nhiên, tế bào T và tế bào B bị suy giảm do thiếu kẽm. Kẽm có khả năng giúp hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường. Thiếu kẽm, cơ thể đe dọa hệ thống miễn dịch của người lớn tuổi. Khi chúng ta già đi, hệ thống miễn dịch dễ bị suy yếu hơn, có thể dẫn tới các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Cải thiện sức khỏe trí não. Kẽm có tác dụng với tín hiệu thần kinh. Thiếu kẽm sẽ có nguy cơ gây nên các bệnh như bệnh Alzheimer, trầm cảm và bệnh Parkinson. Sự thiếu kẽm trên khắp các vùng khác nhau của não gây ra bất thường trên não và dẫn tới bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng thừa kẽm quá mức cũng là nguyên nhân gây bệnh Alzheimer ở người cao tuổi. Làm chậm quá trình oxy hóa. Kẽm có tác dụng giảm quá trình oxy hóa trong cơ thể, do đó nó giúp người cao tuổi phòng tránh được nhiều bệnh, trong đó có bệnh tim mạch. Cân bằng nội tiết tố. Kẽm cần thiết cho quá trình sản xuất insulin, một chất rất quan trọng để điều tiết lượng đường trong máu. Kẽm cũng cần thiết cho hormone sinh sản và hormone tuyến giáp. Phòng ngừa bệnh loãng xương. Loãng xương là bệnh phổ biến ở người lớn tuổi, đặc biệt xảy ra ở nữ giới. Sự thiếu hụt kẽm có thể là một trong yếu tố gây loãng xương. Hạn chế xuất hiện các bệnh về mắt. Thiếu kẽm làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Nếu không có kẽm, mắt không nhận đủ lượng vitamin A cần thiết, kết quả gây suy giảm thị lực. Vì vậy, hãy bổ sung kẽm cho người cao tuổi ngay hôm nay nhé. Gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.